ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តជួបគ្នាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូការសង្ខេបរឿងមួយនេះអេដមីនបានយករឿងរន្ធត់មួយដែលមិនមែនជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ទៀតទេប៉ុន្តែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រាសាទមួយហើយប្រាសាទហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយពណ៌ហើយតែពណ៌ស៊ីមនុស្សណាដែលរឿងមួយហ្នឹងគឺចេញតាំងពីឆ្នាំ2008ចេញយូរឆ្នាំប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងគួរសមដែរ ដោយសារតែនៅពេលដែលអេដមីនបានផុសចូលទៅក្នុងเพจเฟซบุ๊กគឺមានអ្នកមើលរាប់លាននាក់ឯណោះរឿងមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាដេរូនដេរូនហ្នឹងប្រែមកថាបាក់បែកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគេនិយាយអំពីប្រាសាទបាក់បែកហើយមានវល្លីស៊ីមនុស្សនៅហ្នឹងអូខេអេដមីនបញ្ជាក់សាច់រឿងតែមិនតិចប៉ុណ្ណឹងសិនចុះឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានការសង្ខេបរបស់អេដមីនដូចតទៅ ដំណើរសាច់រឿងបានចាប់ផ្ដើមពីក្រុមយុវវ័យមួយក្រុមកំពុងតែធ្វើដំណើរកំសាន្តនឹងទៅលេងនៅសួនកំសាន្តទឹកមួយកន្លែងនៅពេលដែលអេមីបានបាត់ក្រវិលមួយចម្រៀងទើបបារម្ភម្នាក់មានឈ្មោះថាម៉ាធៀសក៏បានរើបានបណ្ដាយពួកគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅពេលដែលដឹងថាម៉ាធៀសនឹងទៅកន្លែងកំសាន្តមួយនៅប្រាសាទបុរាណមួយម៉ាធៀសក៏បានហៅពួកគេទៅចូលរួមផងដែរដោយសារតែបងប្រុសរបស់ម៉
nâng mà thiê tại mà đòn đại bộ kế nâng trên đầm ná nơi thằng ngày xài lúc đó chụp láng bộ kế bàn phật xá rộng lên dàng sắp bái chùm mùi nâng khỉa đại em mí bàn phật xá rồi hốt đọt đùa tham tiệt tớp chết mật bỏ rạp bỏ niếng prong dọc em mí tới xâm rạ huynh bồn tay niếng mình prong tới tòa thật xa tớp chết có bàn xâm rạch chất tới kênh mình anh rì em mí có bàn tờ rộng chùm mùi nâng mà thiê hỏi bàn chủ đồ tháo tới lưng mà thiê tham tiệt phong rì ạ sẽ có bàn tờ ham khuất niếng lúc đó thằng ngày xài mọc đó mật phẹt bỏ bộ kê khá bàn đây nơi lời chân này xài nụ tớp mà thiê có bàn xa xê phàn tì đâm bầy ỏi bộ kê nơi bởi đập bộ kê tầng pi nẹ bàn phía nhạc láng kê nâng mơ phàn tì nụ hầu nâng tờ tam phàn tì nụ chụp khí nâng tì nụ rì ai em miền nế nếng bà chì mình xa rùa khuôn tà tật xò đòi xa tà dục mánh cư nâng phật chả ăn pê tớp bà chì mình chăng tà tì nụ bùn tà đạch xa tà chết ông vò nâng khăn pê nếng có bà xâm rạch chật tà tì nụ tàm đòn lúc nào về đập bộ kê bàn chân đầm nà tớ bộ kê bàn bàn to rọc tạ xí chì bàn to đầm nà tớ một bàn to tiệt bùn tà tạ xí mà nhé mình chân tớ tì nụ tê đòi xa tớ bộ kê bàn ai lôi tràn bế tạ xí nụ có bàn nông bộ kê tớ tì nụ tay mà đòn bàn to bị bàn chì cho tớ khăn ông bây nụ tàng bị bàn thua đầm nà chì khăng tì bàn phót bộ kê bàn cho bình lỡ lán bàn to đầm nà đòi thma chân bàn to tiệt rì ai em mí chân ngò thà bà xanh chân lán nụ mình mọc dô bộ kê tế tà bộ kê nâng tờ lọc tớ vinh dạng đôi mặt đạch đòi xa tớ châm ngái cứ mình mập hay kì lô mạch ai nọ bọn tại bên nó bố cái bàn bạp thà bố cái cứ miền lệ mà chạc là nó hài hài bên nó bố cái bàn khơi lãn chạc chạc bí tốt chạc nó tin nó dàng chậm lại thàm tiệt phòng tớp mà thế có bàn dọc sao là nó tam khuôn tài mà đòn bọn tỏ bị bàn tỏ đầm ná cho tức nông bấy tớ một bàn tỏ tiết sạp tại bố cái bàn khơi bày khmên chôn chết bí nhé cho bí chậm ngài đòi mà này dễ sẽ đấy tỏ tại sao rì ai mà thế bàn khơi phá lỡ tớ một bàn tỏ tiết tớ bàn tích rai móc bố cái bàn tỏ đỏ cổ đáu nay bỏ sát bạc bày nó hài sạp tại bên nó miền bờ rào chôn chết mình nhé ban máu nâng ban non phải chia chôn mọc tin nút rộng rừng bùa kế đòi bùa kế ban dây phía sạp xình từ mà thiết có ban ai ruột thọt bóng bờ rào bà kế tới ở bờ rào nụ mờ đòi xa tới bóng bờ rào bà kế cứ ban mọc tin nút môn kế rì ai em ấy nơi bên đền ban thọt ruột bờ rào nút sát tại bờ rào nút chập đam rò rừng hay nơi bên đền khnề rào bà kế mình nhé tiết ban chôn vò nơi tin nút bờ rào chôn chết nút có ban ban sầm lập kế cho tại mà đòn nơi bên khơi bờ này hái nhạp xình tiết có ban kịch nuốt lang từ lưỡi bàn tay nơi tại mà đòn đại thua ai stress chấp đam phay nâng bị bạn đòi đằng hàm chỉ khăng rìa Eric nằm bên nút kế prong tê rọc chùm nuôi bồn tại tôi đã sắp ra bỏ kế cứ khmer si và hỏi toàn bọn bỏ bỏ mà thiên ở tin nút cứ khmer mình đầu tham tiệt phong bồn tê cái móc mà thiên từ từ khởi sạc sập bọn bỏ bỏ kế cứ ban slap ở tin nút từ hời đòi mình đằng mua hai tham tiệt phong bên nút bộ kế ban khởi để chưa chốt nơi khăng cầm nọ đài mình ỏi bộ kế cứ tranh pi tin nút to tại sao từ chế ban kết thả bà sân chỉ khang ô tai mình khởi bộ kế từ win tế bộ kế nâng tạ tông tại bộ lý bên khan đối chân ấy bộ kế tới tại rộng trăm là tình nụ hỏi kế bán ai cực nha tới chạy ra xa tất đâm bay phật phong đài bây nốt sắp tại bộ kế bán lưu xâm lệnh tù rồi sắp nhà nam mình đấng cứ bán rốt được nâng đồ nâng kháng kào tớp mà thế có bán xâm ra chật cho tới dọc bán đại xa nút bán đạch hỏi có bán lại kháng kào bạc chân là bỏ kế tay mà đồn hơi nửa bên đại kế bạn đang thắc sai nó mình ai trò tập ngôn bạn thốn bùa kế bạn xâm lại trận ở stress cho tới hàng cấm chui mà thiệt bồn tại sai nó mình sạ mà mát ở stress tới đó bạn nội tệ hai đời sa tới nơi hàng cấm tiệp cua sắm
Nếng có bàn lột tới hàng cọng tại mà đòn. Bọn tại bên nó, chừng là bọn nếng có bàn rộ bùa. Rì ai tôi rồi xa bà rô nó, cứ bàn bạch rô tờ. Hai rộp mình khơi tỏa tới xa. Đói xa tại nơi hàng cọng, cứ ngừng ngực lăng phê. Bọn tập máu đại xa tại mình chùm rớt. Bố kế phải đông ai ế mí, cho tôi chui mình ạ tiền. Bọn tại đại xa tại nếng khá. Nếng bắt cho mọc hàng cọng, ai bà đi chia cho nơi tì nó chui nếng vinh. Đói tôi chỉ nếng, mình chết nơi dạy đầy phía xa rồi bỏ kê dân nạc đòi. Hãy nợ bởi đặt bố kê mình chui niếng, niếng chắp đam khăn, nâng bàn cục vua nó, bác chứ mùi nâng khmênh bỏ mà nè. Bọn đại bởi chìa chôn nâng tin nốt, bán bánh xâm lập khmênh nốt cho ta mà đồn. Đại thư vừa ở bố kê chắp đam chung ngò chơi khăn, hãy cập bán rốt lăng tên lưu vinh phliêm phliêm. Lưu đồ mới chắp đam ngờ ngất, sắp tại sát tế, bán lưu xâm lễ nâng khăn đồn nụ. Rì ai bố kê, bán xâm lại chật ở em mí, dọc rồi đập sáng cho tôi chui bố kê tầng bí nhạc màu khăn lưu vinh. Bọn tôi bị bán chui bố kê màu khăn lưu vinh bán xâm lại cháy. Chế bán bạp thà, bố kê tới tầng trăm nơi tí nú, đa mong bạm bí bạc. Nơi bê đà mật phẻ ra bà mà thế, mọc rau kê mình khớ nhìn tâm ra dạp hàn tí. Nụ bố kê nâng bạp cực nìa, thà cực nìa nơi tí ní cứ bán bạch luôn mình khàn. Rì ai sát hà nế, nếu nơi tập hay khách đo đài, hồi nơi khàng cực ra sát nú, cứ nơi tìm mình nụ dìm, mình ỏi bố kê tới tí nà nụ tì. Lụ bà lâm láng, nơi bê đà chê bán tờ nốm, sẵn tờ kê bán khớ nhìn sạc sọp mình nụ m Rì ai chương rồi bà sát, chắp đa miên vò cho tới khăn sát rồi bùa rồi bà niên. Sở rộp bê đại chương rồi bà mà thiết, có miên đôi khăn nìa. Show me my legs. Help me! Take it right now, I'm gonna come. Hãy đợi bây nốt buộc cái bàn lưu xâm lệnh tôi rồi sạp rồi mà đoàn tiết nó không đồn. Tớ bàn chị em mấy nâng sát, sắp ra chất cho tớ rộng mà đoàn tiết. Nếu bây đợi buộc cái bàn cho tớ khẳng cọng, buộc cái bàn khơi xa xót mà nụ mà nẹ tiết. Hãy nốt, mình mê chị xâm lệnh tôi rồi sạp nụ tế, đại chị ô bà có xên tay bàn nọ. Bây nốt sạp tại vua chạp đám chi dìm chạp bộ niêng, tớ bàn chị bộ niêng, nóm khá liên lạng mọc hàng lương vinh phim phim tay mà đoàn. Nếu bây giờ em mi nâng sẽ rịp rộp hàn ca đến những bàn khơi nhá ấy, bố kê nơi ta mặt đang thả rộng vị thí ná chạy chạy bị tí nụ, đòi xa ta phải chia chốn cư nơi kháng cọng. Rì ạ chế, kê nơi ta chọn ở cửa khăn rộng chăm, bà xin chế cho ta kháng cọng, bà chia chốn nâng xâm lập bố kê cho mặt khá nụ tê. Bọn tao bị bàn xâm lập chết rộng chăm bằng to tiệt hái, bố kê bàn nọc nha chạy tất nâng ở hà khăn nhằm. Đòi mà thế, kê mình ai trọng trọ nâng rợi bùa rợi bò kê bàn bằng to dù nụ tê. Tớp chế, bàn mình cũng đặt mùi, đòi chọn cách chướng rợi bò kê cho, đòi xa ta khách lòng mê rụt. Nếu bây lưu bàm này hỏi, bố kê bà chì mình bà rộng ai cắt nụ tê. Bọn tại sao mấy khuôn mà thế bàn lưu, nâng xâm lập chết cắt chướng kê cho tay mà đòn. Đòi mùa nâng cắt, cứ đâm đầu bọn bạc cho ăn chì môn xanh. Nâng bàn dọc tế, đại cắt đáy, móc cầm lòi xin nàm rợi bùa nụ. Đại thuê mà thế, sẽ ra tư tại xin lọc. Nếu bây giờ bố kê bán cắt chương rồi bỏ mà thế hỡi, sắp tại vua nó có bán dọc bầm này sách rồi bỏ mà thế dọc tờ tài mà đồn. Lúc đó dục láng, Eric nâng em ý bán lúc như vậy khi nha tờ bị nẹ, và đồng rột chạy chanh bị tì nụ. Nếu bây giờ sẽ bán lứ, những chấp đam khăn nâng bố kê chỉ khăn, tờ bán chơi luôn mọt bạp tờ chè thá. Bà xanh dị nên mình hàm khuất em ý, nì dục nụ tế, mà lọ niếng, đây chung bởi nâng mà thế mình khăn nụ tế. Bên nút sắp tại vua bán chô tức nông mốt rồi bỏ mà thế, rồi hồn tìm bấm phót, kê có tờ bán sạp. Rì ai sẽ, nếu chắc đam thay khách bằng tổ tiệt, đòi cất thà mình vóa cho tức nông trường rồi bỏ niên. Nâng bà rộng à trường nốt cho thàm thịt phòng. Bà tỏ bí nốt bà rộng chôn nơi tài bằng tổ nơi khẳng cọng đọt đài. Rì ai sẽ, sắp tay vóa bàn cho tức nông khuôn rồi bỏ niên. Tựa cháy có bàn xâm rạch chất vẹt về tránh phliêm phliêm tài mà đồn. Bạn tốt bị bạn việc về tranh hãy, bố kê bạn xâm ra, nâng bạn bài chạy play chơi khả nền nhằm. Rì ai sẽ, nơi tên mình ả rộng thả mình vóa nâng riêng cài rồi bỏ niên đọc đài. Nâng bỏng việc viết đời khuôn ai thả em thịt phong, bồn tại bố kê bạn hàm bạm, đòi xa tới chiếm cư hồ khẳng bệnh. Nâng bây đời bố kê bạn tự định luôn lúa, sẽ đọc thả sẽ, có bạn tự lùi cho cầm bất, việc viết đời khuôn ai thả mặt đòn. Đòi nâng bây đời bố kê bạn ngợp lắng. Bố kê cơ bản thật hàm khuất, bồn tài nhiên, nơi ta mình sẽ đập, nâng bàn cửa việc đáy trái trẻ, nâng trở Eric bắt bóng chỉ vật thaym thịt phòng. Nâng bây nâng qua của bàn tiền nhớ xa xa bà bà Eric tự. Rì ai sẽ, nếu chưa chọc chập khăn bị, cô bàn sẽ rạch ở em mí xâm lập niên cho tự. Tự tìm bằng phót, cháy cô bàn xâm lạch chật thà kê nâng xâm lập niên đại khuôn ai tại mà đòn.
បន្ទាប់មកចេះក៏បានឲ្យសោឡានដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រៃនោះទៅកាន់អេមីនិងសម្រាប់ចិត្តលាបឈាមទៅលើរាងកាយរបស់អេមីដោយឲ្យនាងបន្លំខ្លួនធ្វើជាស្លាប់នៅពេលដែលចេះបានយកនាងទៅខាងក្រោមគេបញ្ឆោតឲ្យប្រជាជនដើរតាមរកគេនៅពេលដែលគេក៏ពោលតែនិយាយម្នាក់ឯងហើយឲ្យអេមីនាងរត់គេចខ្លួនទៅនៅពេលដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមវិធីនោះហើយប្រជាជនបានបាញ់សម្លាប់ចេះរីឯអេមីក៏បានរត់គេចខ្លួនទាំងឈឺចាប់នៅពេលដែលសង្សាររបស់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារតែនាងរីឯប្រជាជនបានដេញតាមអេមីបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលអេមីបានរត់ទៅរកឡានបានឃើញហើយនាងក៏បានយកសោឡានមកចាក់ហើយក៏បានជិះចាក់ចេញទៅរីឯមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ាធីទាំងពីរនេះឯណាគឺទើបតែដល់ប្រាសាទនោះតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនាការសង្ខេបរឿងមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលសាតរឿងហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេជាធម្មតានៅពេលដែលរឿងអីមួយដែលថាជាប់ខាំងនៅលើអីមួយអញ្ចឹងដូចរឿងលើកមុនអញ្ចឹងជាប់នៅលើអង្គតែនគឺក៏មិនសូវវែងអានេះជាប់នៅលើប្រាសាទក៏មិនសូវអីវែងចំពោះការសម្រាយរឿងមួយហ្នឹងអេតមានបានដាក់ឈាមរៀងច្រើនតិចណាប្រិយមិត្តអេតមានពិបាកកាត់ចោលខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគឺខុសគេអត់ហ៊ានកាត់ចោលអាចឈុតអញ្ចឹងពោលដោយសារតែរឿងបែបអញ្ចឹងគឺល្អមើលអាត្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរន្ធត់ច្រើនគឺគេចង់កាន់តែមើលថែមបើសិនជាអេតមានកាត់ចោលអញ្ចឹងទៅគឺបាត់បង់រសជាតិនៃភាពយន្តហើយភាពយន្តរន្ធត់តែជាភាពយន្តអីផ្សេងត្រូវអត់ប្រិមិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាគេផ្សេងគេត្រូវតែកាត់ចោលឲ្យដោយសារតែគេហ្នឹងប្រលួយអីចឹងណាក៏ប៉ុតអេតមីនក៏រលួយដែរប៉ុន្តែមិនរលួយគ្រប់វីដេអូទេវីដេអូអញ្ចឹងអីទោះរកក៏រមបានដែរព្រោះអេតមីនដាក់ឈុតអញ្ចឹងទៅ YouTube វាអត់ឲ្យរលួយទេដូច្នេះហើយបើសិនជាគេផ្សេងគឺគេកាត់ចោលហើយនៅពេលដែលអេតមីននិយាយទាំងទៅប្រិមិត្តហាជាយល់ហើយអ្វីដែលអេតមីនចង់បានអេតមីនសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងពេញចិត្តការសម្រាយរឿងមួយហ្នឹងមានអ្នកទស្សនាច្រើនដោយសារតែអេតមីននឹងហ៊ានលះបង់ដាក់ឈុតអញ្ចឹងឲ្យប្រិមិត្តទស្សនានៅក្នុង channel អេតមីនអញ្ចឹងអ្វីដែលអេតមីនចង់បានគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តទស្សនាដោយពេញចិត្តបើសិនជា view តិចជាងការកាត់ឈុតរន្ធត់ចោលអញ្ចឹងលើកក្រោយអេតមីនសុំកាត់ឈុតអញ្ចឹងចោលហើយដោយសារតែប្រិមិត្តទស្សនាវីដេអូដែលមិនសូវមានឈុតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអេតមីននឹងស្ទង់មតិមើលបើសិនជាប្រិមិត្តទស្សនាការសម្រាយរឿងដាក់ឈុតរន្ធត់ច្រើនអេតមីននៅតែបន្តបើសិនជាប្រិមិត្តទស្សនាโอเคអរគុណប្រិមិត្តម្ដងទៀតហើយកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនេះមួយផងសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមិនទាន់ចុច subscribe កុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា